Mời quý vị nghe hồi ký Duyên phận và mệnh số Tác giả Lê Nguyễn Hằng Câu chuyện cảm động nói về cuộc đoàn tụ của gia đình cô Hà gặp lại nhau sau 35 năm Mời quý vị lắng nghe Từ San Jose, tôi đón xe đò Hoàng Xuôi Nam Từ hôm cùng với mấy đứa con của Hà, bí mật bàn tính chuyện tổ chức buổi lễ sinh nhật thứ 60 cho Hà ở San Diego tôi rất nôn nóng chuẩn bị cho chuyến đi này. Đây không phải một họp mặt sinh nhật bình thường như những lần trước. Đến đó tôi sẽ gặp lũ đông đủ lũ bạn quỷ sứ của trường tiểu học và trung học ngày xưa. Hà là một người chị họ con bà bác, chỉ hơn tôi một tuổi và học cùng lớp nên hai chị em thân nhau hơn bạn. Hai đứa từ giả Hà Nội cùng gia đình di cư vào Nam và cùng định cư tại Tuy Hòa, cùng ở gần nhà nhau trong khu Bắc Kỳ di cư từng ngày tóc còn để chỏm. Dù là vai chị nhưng vì suýt soát tuổi nhau, lại học cùng lớp nên hai đứa tôi vẫn mày tao. Hà và tôi lúc nào cũng ngồi bàn đầu và sát cạnh nhau, vì chúng tôi vừa nhỏ tuổi lại vừa nhỏ con, cùng nổi tiếng là cây gạo. Chúng tôi thân nhau đến độ cắt tóc và mặc quần áo giống nhau. Ngoài giờ học ở trường, hai đứa thường đến nhà nhau học bài chung. Đi thi Tú Tài một ở Quy Nhơn và Tú Tài 2 ở Nha Trang, đều ngồi cạnh nhau vì tên cùng vần. Đậu Tú Tài toàn sông như chim trời tổ, mỗi đứa một nơi, hoành vào Sài Gòn học tiếp, Hà đi Nha Trang, riêng tôi ở lại Tuy Hòa đi làm giúp đỡ gia đình một thời gian. Cuộc sống nổi trôi theo dòng đời, tôi thuyên truyền vào Sài Gòn, mãi đến năm 74 mới tình cờ gặp lại Hà ở chợ Bến Thành, thì cả hai đã tay bế tay bồng. Mỗi đứa đều có hai con gái và một con trai. Gia đình Hà rất hạnh phúc, hai vợ chồng làm cùng nghề. Phong, chồng Hà cưng chiều vợ hết mực. Ngày 30 tháng 4 như cơn hồng thủy đổ ập lên đầu mọi người, chúng tôi mất liên lạc một lần nữa. Gia đình tôi may mắn được di tản và định cư tại Mỹ, còn Hà ở lại sống với gian trung thử thách. Phong bị đi tù cải tạo như hàng vạn quân dân cán chính khác. Hà lo sợ hoảng hốt vì chồng đi biệt tâm không trở về sau 10 ngày, cũng không có tin tức còn sống hay chết dù chỉ một lời nhắn. Cũng như những gia đình khác, phải đối mặt với cuộc sống mới khó khăn vô định, Hà bắt đầu bán tất cả những gì có thể, từ cái tivi, tủ lạnh, bộ bàn thờ, giường tủ, bát đĩa, xong nồi đến những bộ quần áo, giày dép của hai vợ chồng đều từ từ bỏ Hà ra đi, để đổi lấy gạo và thức ăn nuôi ba đứa con đang sức lớn mà không được ăn đủ no, Hà phải thoát ra khỏi cái vỏ ốc của một phụ nữ yếu đuối mong manh, bươn chải theo những người bạn đi buôn để có tiền nuôi con và chờ tin tức của chồng. Rồi Hà được tin về Phong từ những trại tù ở những tỉnh miền Bắc xa xôi chưa bao giờ Hà nghe tên. Những chuyến thăm nuôi vất vả, ngủ đêm chờ đợi ở bến xe, rồi băng rừng lội suối, đi bộ trên những đoạn đường mấp mô gập ghềnh khó khăn, để rồi nhìn thấy một hình hài quát queo nhăn nhúm của chồng chỉ làm hà thêm quyết tâm cố gắng làm ra tiền dù phải vất vả trăm bề để nuôi chồng sống sóc mong một ngày trở về gần sáu năm sau phong ra tù tinh thần và thể xác đều kiệt quệ hà đau lòng nhìn thấy chồng tàn tạ rũ rượi như tàu lá héo trong khi các con ở trường thì bị trù dập vì là con của ngụy để phụ với mẹ kiếm sống sau giờ học chúng đi bán bánh kẹo nên phải học cách mánh mung gian trá thời ấy Bên cạnh phong trào đi bán chính thức đang trầm rộ, có những chuyến vượt biên không chính thức cũng diễn ra trong âm thầm, các con hà cũng được tập nói dối trơn tru khi bị hạch hỏi tra gạn về những chuyến vượt biên hụt của gia đình. Ngay khi Phong trở về từ nhà tù, hai vợ chồng đã quyết định phải tìm cách mang các con ra đi, dù có cùng bỏ mạng trên biển cả còn hơn sống trên quê hương mà như trong cõi chết. Cả gia đình đã vài lần cùng đi nhưng thất bại và đồng tiền Hà dè sẻn danh dụng đã cạn dần, cuối cùng phải quyết định để Phong đi một mình trước, rồi Hà sẽ tìm đường đem các con đi sau. Ngày Phong ra đi, Hà đeo vào cổ anh sợi dây chuyền có tượng Phật bà quan âm nhỏ bằng vàng giả, giống hệt như cái nàng đang đeo, Hà bảo anh rằng gặp cơn hoạn nạn thì nhớ cầu Phật bà che chở. Ba tháng, rồi sáu tháng, chờ mãi không được tin tức gì của chồng, chỉ nghe người ta xì xào là chuyến ghe đó bị chìm, cả gia đình chủ tàu cũng không ai sống sót. Ha Ben liều mạng dùng mấy lạng vàng cuối cùng, dẫn các con đi với gia đình một người bạn. May mắn thay mẹ con Hà đã đến được bến bờ tự do. Năm 83, tôi được tin Hà đã một mình vượt biển mang theo ba đứa con, Linh 14, Nga 11 và Nhi 4 tuổi, vừa được lộc. Người em kế rất thân với Hà, bảo lãnh ra sang Diego ở với vợ chồng cậu ấy, cả gia đình tôi lập tức xuống vùng Nam California để gặp Hà. Phúc tương phùng, chúng tôi ôm nhau mừng rỡ trong nước mắt. Nhìn một Hà gầy guộc, đen sạm, dấu tích của những ngày lao động cơ cực, tôi không khỏi đau xót nhớ đến một Hà xinh đẹp, duyên dáng, ăn mặc thanh nhã nhưng hợp thời trang của thời đi học và trước năm 75. Hà ông lấy tôi nức nở, anh Phong bỏ tao đi rồi hằng ơi, gần một năm rồi còn gì. Tôi thương bạn quá đổi nên an ủi, đã chắc gì, nhiều khi anh ấy trôi dạt vào một hoang đảo nào đấy thôi, từ từ xem. Tôi nói nhưng thực sự không tin điều mình nói. Tôi nhìn những ngón tay. Xương sẩu của bạn mà lòng xót xa. Tôi đã ở lại mấy ngày với Hà và lũ nhỏ để chia sẻ, an ủi với Hà những bất hạnh, giúp ý kiến cho Hà trong những ngày đầu bỡ ngỡ nơi xứ lạ. Rất may là Hà và tụi nhỏ đã đến bến bờ tự do, thôi thì muộn còn hơn không, hãy làm lại từ đầu, nước Mỹ sẽ là nơi cho chúng mặc sức học hành và phát triển tài năng. Tôi nói, hãy nhìn về phía trước Hà ơi. Mới vừa được tạm ổn dưới mái nhà của Lộc, họa vô đơn chí vẫn không buông tha người bạn khốn khổ của tôi. Ở chung trong gia đình với người em được gần 6 tháng, Lộc mới trên 30 tuổi đang khỏe mạnh, có việc làm tốt, bỗng nhiên đột tử chỉ sau một cơn nhức đầu. Hà đã lăn lộn vật và khóc thương lộc, người em mà Hà thương nhất trong các anh chị em. Được tin, dù đang bận việc sở cho cuối tài khóa, tôi cũng lập tức chạy xuống thăm để nâng đỡ tinh thần bạn tôi. Tôi vừa bước vào cửa, Hà đã rủ xuống tay tôi như cây chuối bị đốn. Tôi chỉ còn đủ sức dìu Hà vào phòng đặt nằm trên giường, kéo gối và đắp mền cho thẳng thắn rồi ghé nằm xuống bên cạnh tay tôi lại chạm vào đôi vai gầy gò đang rung lên từng hồi theo tiếng kể lễ thảm thiết đức quản của bạn mà lòng đau như cắt lúc đó tôi thực sự oán trách ông trời chúa ơi phật ơi các ngài ở đâu mà để cho một người đàn bà chân yếu tay mềm như hà gánh hết oan khiên khổ nạn của cuộc đời chỉ trong hai năm mà chồng mất tích hai đứa em vượt biển bị chết và bây giờ cái phao cuối cùng để hà bám vào cho sự sống cũng không còn nữa Tôi chỉ có thể nắm chặt hai bàn tay lạnh giá run rẩy của bạn, như một lời hứa bên mày luôn có tao, Hà ơi. Về lại sang vô sơ, hằng ngày tôi điện thoại xuống an ủi, động viên và khích lệ tinh thần Hà để vượt qua những tai ương nghiệt ngã đeo đẳng. Phải mất mấy tháng Hà mới lấy lại bình tĩnh và lo cho cuộc sống thường nhật. Lúc đầu rất khó khăn, vì Hà chưa biết lái xe và các con còn nhỏ. Nhờ tính tần tiện và vén khéo, tiền trợ cấp cũng đủ cho mẹ con sống và ăn học cũng may một mình lo cho bốn mẹ con vừa ăn vừa học lại thêm bài vở của mình hà không có rảnh một phút để buồn tuổi cho thân phận cô đơn vất vả của mình trên đất lạ các con cũng biết thương mẹ khổ sở nên chịu khó học hành và ngoan ngoãn vâng lời mẹ dạy tuy tiếng anh hơi yếu nhưng nhờ quyết tâm và vốn liếng chữ nghĩa có sẵn hà đã lấy được mảnh bằng đại học sau bốn năm miệt mài kinh sử hè năm 87, Linh sông trung học và hà đậu bằng cử nhân. Tôi xuống San Diego dự lễ ra trường của hai mẹ con. Chúng tôi thật là hạnh phúc. Biết là Hà không có thì giờ và tâm trí để đi mua sắm, thỉnh thoảng trong những chuyến công tác xuống Santa Ana, tôi vẫn ghé thăm Hà cùng ba đứa con và những khi đi shopping, thấy quần áo hay ví tay mà tôi thích, tôi mua luôn một cặp để hai đứa tôi vẫn còn được mặc quần áo giống nhau như ngày xưa còn bé. Khi chúng tôi có thì giờ tâm sự, tôi nói bóng gió xa gần về sự lẻ loi đơn chiếc của Hà. Mày cứ thui thủi một mình làm tao không yên tâm tí nào. Còn đám con tao đấy thôi, Hà ngắt lời. Còn khác, chúng nó có đời sống riêng. Mày phải cần kiếm một bờ vai của một người đàn ông cho mày tự những lúc cuộc đời làm khó mày, hay những lúc mày ống đau xuống tinh thần là những điều không đứa con nào có thể cho được lúc nào hà cũng gạt đi tao đã sống quá nửa đời người qua bao nhiêu khổ đau nghiệt ngã đâu còn thiết tha gì chuyện tình ái tao chỉ mong cho mấy đứa nhỏ ăn học thành tài sống cuộc đời ngay thẳng đạo đức như ông bà nội ngoại và vợ chồng tao đã dạy muốn vậy thì chính tao phải là một tấm gương tốt cho chúng nó noi theo với lại tôi ngắt lời với lại gì? Hà ngập ngừng. Với lại, tao vẫn có một linh tính mơ hồ là anh ấy chưa chết cho nên tao vẫn đợi. Mày có nghĩ tao hoang tưởng thì tao cũng đành vậy thôi. Không chịu thua, thỉnh thoảng tôi vẫn gợi tên những người đàn ông yêu mến Hà và muốn cho Hà hạnh phúc. Họ thấy không cách nào gây được sự chú ý của Hà, nên đã nhờ cậy đến tôi, nhưng những lời bóng gió, khuyên nhủ, dỗ dành của tôi đều như gió thoảng mây bay, Hà vẫn một mực ôm ấp và gìn giữ tình yêu cho chồng. Bây giờ Hà đã 60, nhưng tình yêu ấy không hề suy giảm. Hà cũng tâm sự về con, thằng Linh có tính nghệ sĩ, nó nói với tao rằng Từ bé con đã mê hội họa và đàn dương cầm, con xin phép mẹ cho con học hai môn này. Mẹ biết con thích những thứ đó, nhưng hãy thực tế một chút đi con. Gia đình mình nghèo, con là anh cả trong nhà thay ba con làm cột trụ gia đình con nên chọn một nghề có thể nuôi sống gia đình và giúp đỡ bà con nội ngoại còn đang sống nghèo khổ thiếu thốn ở việt nam sau này con vẫn có thể học thêm những món ưa thích kia cho con vui và giải trí nghe lời mẹ đi con thế là linh chọn nghề bác sĩ ngành giải phẫu cho mẹ vui lòng với lý do rất nhân bản là để cứu giúp những người đau ống bệnh tật ngoài việc kiếm đủ tiền nuôi gia đình Nga là một đứa con gái hiền lành, nên nếp dễ bảo, lúc nào cũng muốn làm vừa ý mẹ. Nó học làm dược sĩ để cùng hợp tác với Linh trong vấn đề thuốc thang cho bệnh nhân. Hai anh em vẫn thường bàn cãi sôi nổi về những phát minh y khoa và dược khoa. Nhi, bé út nhưng ngỗ nghịch và hay lý sự nhất nhà. Mặc dù rất thương mẹ, nhưng đôi khi cũng làm Phật ý mẹ, Nhi luôn làm theo ý mình nó bảo trong nhà có hai bác sĩ là quá nhiều rồi nó muốn làm kỹ sư nhờ có giọng máu thông minh của cả ba lẫn mẹ nhì đã trở thành một chuyên gia xuất sắc trong ngành của mình và làm chủ nhiều bằng phát minh người bạn mà tôi rất thương yêu và khâm phục ấy một người đàn bà chân yếu tay mềm như thế đó trải qua bao nhiêu gian truân đau thương trong cuộc đời đã đơn thương độc mã chiến đấu với cuộc sống mới khó khăn trên đất mỹ bắt đầu với hai bàn tay trắng cùng ba đứa con nhỏ dại và mấy cái khăn tan giấu kín trong lòng đã vượt thoát khỏi nghịch cảnh, tự xây dựng cho mình một cơ sở làm ăn vững vàng nhờ bản tính trung thực nhã nhặn và ba đứa con thành công trong những lĩnh vực khác nhau. Đã gần 35 năm, kể từ ngày mẹ con Hà đến được nước Mỹ. Còn số phận của Phong, người chồng mất tích trong chuyến vượt biển trước đó thì sao? Mời quý vị nghe tiếp. Sau 9 ngày lên đên trên biển cả, con tàu hết dầu, chết máy, thả neo trong đợi thuyền tàu nào tới cứu. Rồi ngày qua ngày, không thấy gì ngoài bầu trời mênh mông và biển dữ cuồng nộ. Khi thì mưa tầm tã, lúc lại nắng chang chang rác mặt, đêm bao la đen tối đến rợn người. Những mảnh khăn trắng treo trên cột buồm, không mảy may làm xúc động những con tàu đi ngang, những lời lạy lục van xin cũng không động tâm những người trên các chuyến tàu vô tình kia. Mỗi ngày là một thách đố cho sự sống còn của mấy chục mạng người trên chiếc thuyền mong manh ấy, lương thực đã hết. Cái chết đầu tiên đã làm mọi người hoang mang, hoảng loạn. Ngày hôm sau, hôm sau nữa lại thêm những cái chết cô đơn trong đói khác, nằm ngồi ngổn ngang. Tiếng khóc than tuyệt vọng tắt dần. Phần phong cũng chỉ còn sức để lặng lẽ cầu nguyện thuyền cứ lên đên trôi cho đến khi vừa nhìn thấy bờ ở xa xa thì chiếc tàu bị đội lên, một tiếng soạt khủng khiếp, và chiếc tàu bị nứt trạng do đá tảng cứa vào, tiếng la hét vang dội, nhưng không ai còn sức lực nào để có thể bơi vào được tới bờ. Phong chỉ nhớ được rằng khi chiếc tàu lật úp, đập lên người Phong, chàng thấy đau nhói ở đùi bên trái và máu ra lên láng, chàng cố vẫy vùng trong tuyệt vọng, cuối cùng bám được một mảnh gỗ của chiếc ghe, phó mặc cho số mạng sau cơn trôi giạt vô vọng không biết bao lâu, phong bỗng thấy quanh mình lao sao tiếng người, rồi chàng dần hồi tỉnh. một thanh niên cho phong biết là khi tàu của họ được vớt sau khi đã chết gần hết, thì thấy trên bờ xa xa hình như có một thân người, họ đến nơi thấy chàng còn thoi thóp thở, nên kéo chàng nhập chung vào nhóm người cùng ghe của họ, và tất cả chín người đều được hội hồng thập tự chăm sóc sức khỏe. phong bị con thuyền đập vào gãy chân trái. Máu ra nhiều mà không được cứu chữa ngay, nên bị nhiễm độc và bác sĩ phải cưa chân trái của chàng tới trên đầu gối. Lúc tỉnh dậy, Phong thấy mình cục một chân, tay trái bị bó bột, toàn thân đau đớn vì xương sườn bị dập. Thấy mình đã thành người tàn phế, chàng không muốn sau này trở thành gánh nặng cho vợ con, nếu chàng may mắn tìm được họ, vì vậy chàng chỉ muốn tự vẫn, hóa kiếp cái hình hài dị dạng này cho xong một đời người một tuần sau mọi người đã có mặt trên đảo Pulau Bidong, Malaysia. Nhờ sự giúp đỡ của các bác sĩ, nhất là sự chăm sóc tận tình của một nữ y tá người địa phương tên Wani Avat và lời khuyên răng của những thuyền nhân khác, Phong dần dần nguôi ngoai nhưng vẫn nhất quyết không trở thành một gánh nặng cho vợ con, với một tinh thần sa sút và một thân xác tàn tật. Cô y tá Wani, một người đàn bà trẻ quá chồng và không có con, Tìm thấy trên mặt của chàng còn phản phất nét thông minh tuấn tú của một người có học thức, dù bao năm bị tù đầy vùi dập và chuyến vượt biển thập tử nhất sinh của Phong, nên ngoài việc lưu tâm săn sóc thể chất, cô luôn luôn động viên tinh thần cho Phong. Chờ khi Phong tỉnh táo, cô đã đề nghị với chàng để cô bảo lãnh ra sống với cô ở Mã Lai, với lời hứa là Phong có thể đi tìm và trở về với gia đình của chàng bất cứ lúc nào. Nhờ có sự khuyến khích của cô Oani, Phong dần dần hồi phục sau khi đã được lắp chân giả phong đi học lại và cũng theo ngành y tá hai người sống với nhau hạnh phúc cho đến hai năm trước đây cô wani bị bệnh ung thư để đền đáp mối ân tình cho người đã cứu mạng sống của mình phong đã tận tụy săn sóc wani nhưng cuối cùng wani vẫn không thể vượt qua cơn bệnh ngặt nghèo hai năm trước đây wani đã giả biệt cõi đời từ đó phong sinh làm thiện nguyện và rồi trời đã xếp đặt cho chàng có cơ duyên làm việc cùng toán với Linh, một bác sĩ giải phẫu từ Hoa Kỳ sang làm thiện nguyện tại một làng nghèo bên Mã Lai. Ngày cuối của công việc thiện nguyện, sau khi đã hoàn tất một ca giải phẫu cho bệnh nhân, bác sĩ Linh mời y tá Phong ra ngoài sân bệnh viện uống cà phê cho tỉnh táo. Sau mấy ngày làm việc với ông y tá đứng tuổi của địa phương, có nước da nâu sạm và đôi tay gân guốc, hai người đều đeo khẩu trang nên Linh không thấy rõ chi tiết trên khuôn mặt, ngoài trừ đôi mắt sâu thẳm u quẩn của ông ta. Nay xong công việc, khẩu trang đã gỡ bỏ, thông thả bên ly cà phê, bác sĩ và y tá biết nhau cùng là người Việt, trò chuyện bằng tiếng Việt, Linh bỗng cảm thấy một cái gì gần gũi thân quen khác thường. Khi ông Phong cúi xuống dập tàn thuốc lá, nhìn khuôn mặt khắc khổ của người bạn lớn. Tuổi mới quen, Linh bỗng giật mình khi thấy trên cổ ông ta một sợi dây chuyền có tượng Phật bà. Phải rồi, cũng sợi dây chuyền ấy, tượng Phật bà ấy, Linh từng thấy mẹ mang trên cổ hàng ngày. Cho tới bây giờ, thỉnh thoảng mẹ vẫn mân mê cái tượng đã sám xỉn 500 lời cầu nguyện. Linh kiên nhẫn gợi chuyện và ngồi yên lắng nghe về chuyến hải hành đầy khủng khiếp của Phong. Bây giờ thì Linh đã chắc chắn người y tá già ngồi trước mặt là người cha mất tích suốt tuổi niên thiếu của mình, vì nơi trốn và ngày đi của ông ấy đều trùng hợp với cha mình. Hai bố con nhận ra nhau. Linh ông ông chàng khóc như chưa từng khóc trong đời, chàng thương cho sự bất hạnh của ba và nhất là cho mẹ đã bao năm vào võ ở vậy nuôi con chờ chồng. Trên đây là chuyện do chính Linh kể lại cho tôi nghe. Chú bé 13 tuổi khi theo mẹ đến Mỹ năm xưa này đã là một bác sĩ giải phẫu 48 tuổi. Hàng năm, thay vì đi du lịch ngắm thắng cảnh thế giới, bác sĩ Linh dành hai tuần lễ nghỉ phép đi theo đoàn thiện nguyện đến chữa bệnh ở những nơi mà người dân thiếu may mắn trong vùng Đông Nam Á, nhờ đó mà sau 35 năm thất lạc, bố con có dịp nhận ra nhau. Giấc mơ đoàn tụ bao năm thành sự thật. Sinh nhật mẹ Hà cũng sắp tới. Đâu còn món quà sinh nhật nào quý hơn mọi thủ tục bảo lãnh, đưa bố phong từ Mã Lai vào Mỹ được lặng lẽ hoàn tất. Mọi diễn tiến, với sự đồng ý của bố, anh em Linh giữ kín, mẹ Hà hoàn toàn không hay biết. Là người thân trong nhà, tôi được các cháu của Hà nhờ mời dùng đông đủ các bạn học cũ của chúng tôi từ thời ở Tuy Hòa về dự sinh nhật mẹ năm nay. Nhưng cũng chỉ tới giờ chót, mới được cho biết câu chuyện, mà còn nghe cháu Nga dặn đi dặn lại không cho mẹ biết trước. Nghe gì? Sinh nhật của Hà năm nay được tổ chức tại nhà cháu Linh. Tuổi 70 sắp đến, nhưng Hà vẫn tươi tắn, rạng rỡ cùng các con chào đón các bạn cũ, bạn mới. Trong phòng khách rộng lớn của ngôi nhà, bánh sinh nhật và các bàn ăn đã sẵn sàng. Đúng giờ phút định trước, ánh sáng thay đổi. Hà được mời đứng giữa Linh và Nhi, con trưởng và con út tất cả được thông báo bắt đầu những phút trân trọng nhất của đông đủ gia đình cùng ra mắt trong tiệc sinh nhật. Linh rời mẹ, trong lễ phục nghiêm chỉnh, bước lên mấy bước, cầm micro, hướng về phía mẹ Hà. Thưa mẹ, chúng con xin cảm ơn mẹ và tất cả bà con bạn bè có mặt hôm nay. Đây là lần đầu tiên đông đủ gia đình ta cùng mừng sinh nhật mẹ. Xin mẹ cho phép con có vài lời về gia đình chúng ta. Hơn 40 năm trước đây, Sài Gòn sụp đổ, miền Nam đổi chủ, bố chúng con phải đi tù cải tạo. Từ ngày ấy, tuy còn là đứa trẻ mới 6-7 tuổi, con vẫn không quên những ngày tháng mẹ vất vả, cực nhọc thay bố nuôi chúng con. Sau 6 năm tù đầy, trở về với gia đình không được bao lâu, mẹ lại phải cắn răng để bố một mình ra đi và từ đó mất tích. Có tin chuyến tàu vượt biển có bố đi theo đã tan tành, không còn ai sống sót. Sau nhiều tháng vô vọng, mẹ lại một mình mang chúng con ra đi, lo cho chúng con thành người trên đất Mỹ. Đã 35 năm qua, hàng ngày mẹ không ngừng cầu nguyện gia đình có ngày được đoàn tụ. Hôm nay, xin mẹ quay nhìn sang phía trái. Không chỉ Hà mà tất cả cùng nhìn theo hướng tay của Linh. Từ bao giờ, trên lối đi từ phía cầu thang, em gái Nga của Linh xuất hiện trong áo dài vàng rực, bên vai Nga là một người đàn ông cao gầy trong ánh nến bập bùng ven lối đi cả hai đang bước ra từng bước từng bước chậm cả sảnh đường bỗng im lặng tới mức nghe được từng hơi thở thưa mẹ linh tiếp tục nói em nga đang cùng ba bước về phía mẹ hôm nay ba đã trở về từ một nơi xa xôi để dự lễ sinh nhật của mẹ và đoàn tụ với gia đình và thưa ba mẹ và em nhi đang chờ ba thưa bà con thưa các bạn sau bao năm cầu nguyện đây là lần đầu tiên ba mẹ chúng tôi thấy lại nhau cám ơn trời phật đã đáp ứng lời cầu nguyện kiên trì của bốn mẹ con mình hai bố con phong và nga đã đến trước mặt mẹ con hà họ đứng lặng nhìn nhau hà bước tới tưởng như mình đang bước trong cơn mơ đúng phong đây rồi phong bằng xương bằng thịt vẫn thường hiện ra trong giấc ngủ của nàng làm lệ ướt gối chăng dù có bao nhiêu nếp nhăn hàng sâu trên khuôn mặt dù có bao vết thương vết sẹo trên thân thể chàng dù phong có bước đi chân thấp chân cao đây vẫn là người chồng mà hà một đời yêu thương mong nhớ và chung thủy đợi chờ họ lặng lẽ ôm nhau linh cũng đã lặng lẽ bước lại đứng cạnh bố mẹ và các em đúng là đông đủ cả nhà đang đoàn tụ cả sảnh đường đang im lặng bỗng cùng lúc vỡ hòa rồi phong sẽ nói hà sẽ nói không biết bao lời chúc tụng sẽ được nói lên ai bảo là phước bất trùng lai cuối cùng thì bạn tôi sau những đau thương mất mát khủng khiếp trong cuộc đời bây giờ được đền bù xứng đáng tôi trao cho hà món quà sinh nhật của tôi tặng và linh được yêu cầu đọc mấy giọng tôi viết trong tấm thiệp mừng bạn đó là mấy câu thơ nổi tiếng của thi sĩ hồ dến cô gái việt nam ơi nếu chữ hy sinh có ở đời Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Tôi đã chép những câu thơ trên cho bạn tôi và viết thêm đoạn tường thuật này tặng chung các bà mẹ Việt Nam. Lê Nguyễn Hằng. Tiếp theo chương trình, mời quý vị nghe hồi ký Hành trình tìm tự do. Tác giả: Vinh Hai Sài Gòn. Viết riêng cho thân nhân và bạn bè. Đầu tháng 6, vừa ra tù từ Vĩnh Châu, bạc lưu về thì được biết công việc tổ chức vượt biên bán chính thức mà gia đình bên vợ tham gia đang ở giai đoạn cuối chị giáo sư quy chị ruột của vợ có đồng nghiệp tên tê gốc tàu và vợ việt tổ chức chuyến ra đi từ hơn năm nay trước ngày v bị bắt giam ở phan thiết và trước ngày hai cha con đi chui cuối tháng hai và thất bại sau 14 ngày lên đên đói khác trên biển. Anh hát chồng chị Quy, hợp tác chặt chẽ với Tê trong việc tổ chức, có giới thiệu một số bạn bè, trong đó có gia đình ba người của anh chị luật sư B. Thấy rõ Tê rất quý trọng anh chị Hát Quy và gia đình. Và cũng qua sự giới thiệu của anh Hát, vợ và Avi đã được anh chị B bằng lòng cho mượn 8 cây vàng, với hai cây đưa trước để đóng tiền cọc. Hai cha con có ý định sáp vào dự tính vượt biên bán chính thức cùng với vợ và Avi. Nhưng tìm đâu ra hai cây vàng cho phần Avo, lúc đó gần 11 tuổi và 8 cây cho chính mình. Trước hết phải tìm vàng để đóng góp phần A-Vô. Phần V, dù sao cũng còn chút hy vọng nơi Tê, người tổ chức chuyến đi thất bại, một cựu đồng nghiệp n có hứa hẹn chuyến tới Tàu sẽ ra đi, sẽ kéo mày đi miễn phí, nhưng chỉ một mình mày thôi. Chỉ là lời hứa mơ hồ. Năm 1984, gặp lại nhau tại San Jose, T cho biết có đến tìm và được biết nhà mày đã bị niêm phong và gia đình mày đã chìm ghe chết hết. Trước khi liều đến hỏi mượn cô M, một người cô họ giàu có, một lần nữa để đóng phần AVO, về ghé thăm mạ. Hóa ra mà còn đúng chốc chừng đó vàng. Thật tình V không hiểu mà cất giấu được số vàng đó từ lúc nào. Lòng mạ bao la bát ngát như biển Thái Bình. Xong phần AVO, vợ thúc giục tìm cách vay thêm ai đó tám cây vàng. Để cùng đi cả gia đình, chết sống có nhau. Có nghĩ đến anh chị B, qua trung gian anh hát, biết đâu, hoặc lại liều đến gặp cô em M, may ra. Bất ngờ, khi gặp T để đóng phần của Avo và cho biết chưa xoay được tám cây cho phần mình, T tuyên bố cho V đi miễn phí với tư cách tại công phụ. Dù chỉ mới gặp nhau hai lần, hình như T, trạc tuổi và kích thước, có cảm tình đặc biệt đối với V, có lẽ một phần nhờ là người của gia đình anh chị hát, quy và một phần khác nhờ vừa thoát chết, thuộc hạng người công Ano số và bị tù tại Vĩnh Châu, quê mẹ của anh ta. Thật là bất ngờ. T yêu cầu V tìm hiểu thêm về người tại công tên D. Có thật là đại úy hải quân, vào thời buổi này, lối 4 năm sau ngày 30 tháng 4, sĩ quan hải quân là những nhân vật đặc biệt rất sáng giá. Biết hỏi ai bây giờ, bạn bè trong giới hải quân đã ra đi kịp thời hoặc còn kẹt trong tù, kể cả người em ruột với cấp bực trung úy vừa được lên đại úy. Đê cho biết là đã lo chiếc ghe từ gần năm nay. Và biết ông Tư mới thực sự là chủ ghe. Tê là em ruột, rất được tin cậy, toàn quyền trách nhiệm tìm tài công và khách Sài Gòn. Tóm lại không biết thêm gì về Đê. Và may là không thấy Tê đề cập đến vấn đề. Tối qua cả gia đình bốn người ngủ nhờ nhà chị Nga, ngay mặt tiền đại lộ Chi Lăng Tân Định, cách nhà lối 250 thước. Đã nhờ mà cố gắng phô trương sự hiện diện của chủ nhân căn nhà, ít nhất ba ngày đêm, bằng cách ở tiệc trong nhà không chường mặt ra. Cứ tối đến là bật đèn, đóng cửa sổ rồi tắt đèn đi ngủ. Sáng dậy kín đáo mở cửa sổ. Năm giờ sáng ra bến xe miền Tây đi Bạc Liêu chia làm hai toán vợ đi với a vô thấp thoáng có chú ba kín đáo chào chia tay ngủ một đêm tại bạc liêu trong một căn nhà lớn của ban tổ chức mũi kinh hồn dù v được ké mùng cá nhân của p một người cháu to con bên vợ cũng trong đêm này có một thay đổi do ông tư chủ ghe kim tài công phụ quyết định v vẫn được đi như những khách khác với giao ước là sau khi thoát và ổn định được cuộc sống sẽ phải trả 8 lượng vàng theo giá thị trường vào thời buổi thanh toán món nợ. Không thấy tê và gia đình đâu cả trong căn nhà lớn của ban tổ chức. Sau này được mời cho biết là ngày mọi người trong gia đình tản mát đi xe đò xuống Bạc Liêu, gia đình tê sáu người đổ bộ nhà bố mợ từ sáng sớm xin tá túc đến sáng hôm sau. Cũng nhân dịp này tê hoàn lại bố mợ và mờ số vàng đã đặt cọc, cho biết là đã cố gắng nhưng không thể được bố mờ và mờ xin được đi tiễn thân nhân, vẫn hy vọng biết đâu sẽ có thay đổi. Tê bằng lòng và cho biết địa điểm và giờ xuất hành. Lối 14 dê tất cả khách hiện diện được chuyển đến một bãi đất trống, gần chợ gành hào bằng xe công an miên nhà binh được che bạc bít bùng, rồi bằng phà qua bên kia sông, thuộc tỉnh Minh Hải, Cà Mau. Tụ tập ở một bãi đất dài bùng lầy ven sông cùng với hàng ngàn người của những chiếc ghe khác. Lối 20 dê, Từng nhóm nhỏ bắt đầu lên ghe theo danh sách được đọc bằng loa phóng thanh bởi hai tên công an với bốn năm tên công an vũ trang đứng cạnh. Trong lúc trời mưa tầm tã, gió lồng lộng, vợ và Avi được chung danh sách. Vô đi riêng cũng như V. Sắp nhập vào hai gia đình gốc tàu. Gia đình nào lên được ghe đều được tống xuống khoang ghe, ngoại trừ vài gia đình đặc biệt đã được lên trước và ngồi trong công an bin. Mưa gió tầm tã bãi đáp lầy lội kinh khủng. Ít ai giữ được đôi dép khi lên được ghe. Trong lúc đó có vài người khiếu nại với nhà cầm quyền địa phương là chủ ghe tê, thật sự người anh mới là chủ ghe. Lương gạt Ngoại trừ những thân nhân của chủ ghe, tất cả đều được sắp xếp như cá hộp trong khoang tàu, nhầy nhụ bùng lầy và sạc sụ mùi nôn quẹ. Nhóm hát Quy 16 người được tụ họp qua tiếng gọi nhau khe khẽ bằng tiếng Việt dù đã được căn dặn tránh dùng tiếng Việt. Hy vọng được thấy bố mợ và mời nhập bọn tan dần với thời gian. 21 .06. Khoảng 3 giờ sáng, ghe bắt đầu rời bến nhưng vẫn quanh quẩn trong khu vực sông Gành Hào. Đêm đó có cả thảy 5 chiếc xuất hành, hai chiếc chìm và một chiếc hư hỏng nặng. Chiếc thành công kia là MH4011 gặp lại ở Terengan. Chiếc ghe hư hỏng là MH747. Ghe chồng chành suốt đêm, nghĩa là, dù là trên sông, sóng gió cũng ảnh hưởng rất nhiều. Hầu hết người trong ghe đều nôn quẹ dữ dội, mật xanh mật vàng tuôn ra hết. Sau này anh hát cho biết là phải đợi bớt sóng gió ngoài khơi. Và mãi sau này, D. hiện sống thoải mái tại Little Sài Gòn Nam Công An Ly, thêm hai là bốn con trai, cho biết đã kiệt sức khi ra được biển lớn sau nhiều ngày đêm túc trực trong ghe và nhất là trong đêm phấn đấu với sóng gió lớn ngay trên sông Gành Hào. Lối không sáu dê ghe mới ra biển. Sóng gió càng dữ dội hơn nhiều. Ghe chao đảo, trồi lên trục xuống, sóng đập ầm ầm vào mạng ghe, khi bên phải, lúc bên trái. Coi như khó tránh khỏi thảm cảnh ghe chìm, kéo theo gần 250 mạng người. Cảnh tượng thật khủng khiếp đợi chết. Rồi có người xuống tìm và gọi V lên lái ghe vì tại công chính, D và tại công phụ, chủ ghe, ông Tư, đều gục hết rồi. Trong đêm V đã nôn quẹ nhiều rồi nên đã rất tỉnh táo. Thật là may mắn là V không phụ giúp D với tư cách tại công phụ trong đêm giông bão trên sông Gành Hào và bị tống xuống khoang ghe. Nếu không, V cũng đã gục như D và ông Tư. Ngay những giây phút đầu, Nhờ có chút kinh nghiệm chơi thuyền buồm thời còn là học sinh Dơ xin Đà Lạt, về đã ổn định được chiếc ghe bằng cách cố gắng giữ mũi ghe chệch hướng sóng lối 30 độ, giữ tốc độ vừa đủ để điều khiển chiếc ghe. Và dĩ nhiên không quên hướng đi chính là hướng nam. Và may mắn vô cùng là sóng gió từ từ giảm bớt và sóng biển cũng bớt cường độ nhiều. Khoảng 8 giờ sáng sóng gió bớt khá nhiều. Đồng bào lên hết trên sàn ghe và V có nhờ dời cái ống gió từ trên nóc công an bin ghe đến trước mũi. Nhờ đó từ buồng lái có thể thấy ống gió phập phồng, biết được phần nào hướng gió và hướng sóng. Chắc là đê gục nặng vì quá mệt nên mãi đến xế chiều mới thấy lên phòng lái, mặt mũi vẫn còn bơ phờ. Đúng lúc gặp một gặp ghe đánh cá Thái Lan có bản tên Bangkok 29 đòi cặp. Ghe ta không bằng lòng và giữ hướng 200. Nó bỏ đi. Thì ra luôn luôn có những ghe đánh cá Thái Lan rình rập những con mồi béo bở, không phải cá mà là những thuyền nhân hiền lành như đàn trường. Đêm đó D đê và V thay phiên lái, hướng nam Tây Nam, nhắm bờ biển Mã Lai. 22.06 Sáng sớm đã thấy chiếc băng cốc 29 kè kè bên cạnh. Lại đòi cặp. Thấy ghe TL lớn và mạnh hơn nhiều, đê đành để nó cặp. Sống vẫn còn hơi lớn, nhưng cuối cùng chúng cũng cặp được. Hai tên thái nhảy qua, dò xét tình hình. Rồi ra dấu mời hai người qua ghe chúng. Đê và anh hát theo hai tên thái nhảy qua ghe băng cốc 29, với ý định thương lượng, rồi không thấy xuất hiện nữa. Ghe T bỏ đi, hướng Tây. V đành lái theo. Chạy chậm hơn bình thường. Thỉnh thoảng ghe TL ngừng lại đợi cách lối trăm thước nó lại tiếp tục di chuyển. Sau này anh hát và đê kể lại là được tiếp đãi tử tế, được mời ăn uống ê hề, được tên cầm đầu đưa xem một số tặng vật, phần lớn là vàng thẻ và nữ trang, của những ghe trước thù lao. Lối 16 dê, nó ngừng và đợi thật sự. Mặt biển đã êm hẳn. Anh hát và đê được trở lại ghe. Đã có thỏa thuận là chúng giúp rồi được thù lao ghe ta được kéo, nhanh hơn, cũng hướng Tây. 23, 06 Lối 07 dê, ngừng. Ba tên tê đen đúa, với hình xăm đầy người, nhảy qua xin tiền thù lao. Ghe mình thu góp chút vòng vàng, đồng hồ. Viện cớ là không sòng phẳng, chúng hú thêm hai tên nhảy qua, đổi hẳn thái độ, trở nên dữ dằn, đổ một thùng dầu trên sàn ghe, cầm bật lửa đe dọa rồi thẳng tay cướp giật lục soát từng người, lục soát khắp ghe, lục đi soát lại nhiều lần. Định kháng cự, vì sợ chúng thủ tiêu sau khi cướp. Ống sắt nơi cận lái đã được trút ra để gần. Không ai hưởng ứng. Trong cậy ở phút to con nhưng anh chàng đói ăn và say sống, đang nằm gục ngay mũi ghe. Thật cũng may là không có hành động kháng cự, vì trên ghe TL vẫn còn hai, ba tên và chung quanh nhiều chiếc ghe TL khác cũng đang chực con mồi. Lối 12 dê, cướp xong, chúng cho một giỏ cần xé có cơm, nước đá với vài chục con mực và cá. Rồi kéo đi, giữ hướng nam, cho biết đó là hướng đến Bi Đông, cách lối một ngày ghe. Kéo được khoảng 2 dê, dây đứt. Hình như B-29 định quay trở lại kéo tiếp nhưng đã có ba ghe đánh cá khác đang sáp vào. B-29 bỏ đi. Ghe mình định bỏ chạy nhưng máy yếu hơn. Bị đụng gãy lan công an trái. Lại một màn lục soát rất kỹ, hung bạo nhất là chiếc ghe cặp đầu tiên. Lối 17 dê, chiếc ghe cướp thứ tư thả cho đi. Lại màn cho nước đá, chút cơm và cá, mực. Thông lệ của bọn hải tặc Thái Lan. Trong đêm tối, dưới bầu trời đầy sao, biển lặng, sóng lân tân, ngồi trên mui ghe phía trên buồng lái, về chứng kiến cảnh Đê lao trao lạc hướng qua lại hai lần liên tiếp, mỗi bên lối trăm độ. Có nói với Tê ngồi bên cạnh, chắc là Đê mệt vì ông tay lái từ chiều hôm qua. Trong một cuộc hành trình dài như vậy, phải có người phụ lực tài công. Nhưng suốt đêm đó Đê vẫn tiếp tục giữ tay lái, không cần đến V. Có chỉ thị đặc biệt, sau này lối nửa tháng sau ngày đến trại tị nạn Cucu. T có yêu cầu V ký giấy nợ. V từ chối, với lý do là V có phụ lái ghe, như giao kèo đầu tiên. 24.06 Tờ mờ sáng, gặp rất nhiều đảo nhỏ. Phong cảnh thần tiên, đẹp vô cùng. Gặp ngư phủ Mã Lai, ra dấu cho biết bi đông ở hướng TTN, không xa. Một chập sau, nhìn thấy một bãi cát khá rộng, có nhiều bóng người đang tụ tập, định đổ bộ dân chúng Mã Lai ném đá xua đuổi, chỉ một đảo nhỏ đằng xa, cho biết là Bi Đông. Tiếp tục chạy dọc theo bờ biển lối nửa giờ thì bị tàu Polis chận lại. Polis lên ghe khám xét và tịch thu bản đồ và địa bàn. Avi tự nhiên ngất xỉu, mặt mày tái mét và dãy đành đạch. Một viên cảnh sát Mã Lai đưa một chén cơm nhỏ và một ly nước. Ăn uống xong, Avi từ từ tỉnh lại. Chạy theo tàu Polis về một thành phố neo cạnh chiếc MH4011, hơi siêu vẹo, đang neo vào một chiếc tàu hải quân khá lớn. Được biết, MH4011 tự đục một lỗ lớn trước khi đổ bộ lên một bãi biển, đã bị dân Mã Lai ném đá và đuổi đi. Ngủ đêm tại đây. Chỉ được cấp nước. Đói và lo. Trong đêm, nhiều tiếng la hét hải hùng vọng lại từ chiếc tàu hải quân vì có một số đàn bà trẻ em của chiếc MH4011 đã được chuyển lên tàu hải quân. Một số đã bị cưỡng hiếp bởi quân nhân thuộc cựu đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa. 25, 06. Sáng sớm có hai nhóm phóng viên ngoại quốc quay phim từ hai chiếc ghe cách MH5410 lối 30 thước. Thoang thoáng biết là phóng viên người Âu. Lối 09 d tàu hải quân kéo chiếc MH4011 và MH5410 nối vào MH4011 bằng dây thường dài lối 50m mỗi dây, hướng phỏng đoán 150 độ. Hai ghe trao đảo dữ dội, nhất là chiếc MH4011, sẵn hơi nghiêng. Lối kéo của chiếc tàu hải quân có vẻ như nếu tụi bay bị chìm, mặc kệ cho chết. Xế chiều, vì thời tiết xấu, cả đoàn ngừng gần một đảo vắng. Đêm đó, nghe vọng tiếng than khóc của những phụ nữ lại bị hãm hiếp trên chiếc tàu hải quân Mã Lai. Chắc là đã có hậu ý của tàu hải quân Mã Lai ngừng đâu đó để hưởng lạc, vì sáng sớm hôm sau những phụ nữ và trẻ em được trả hết về ghe MH4011. 2606 Rồi tàu hải quân lại tiếp tục kéo hai ghe theo hướng cũ. Đến khoảng giữa trưa, tàu hải quân tháo dây chiếc MH4011 và ra dấu cứ tiếp tục theo hướng cũ. Hai ghe chạy gần nhau, cả buổi chiều và cả đêm đó. Hai ghe đều đã bị tịch thu địa bàn và bản đồ. Nhưng vẫn giữ được hướng. Nghĩa là phe ta vẫn giấu được địa bàn trừ bị. 27, 06 Tờ mờ sáng, nhìn thấy một ngọn đèn pha ở xa xa. Một ngư phủ trung niên, sau này có gặp lại ở Karamut, sáp lại và tình nguyện hướng dẫn về đâu đó. Hóa ra là về một bãi nhỏ của một đảo vắng. Nơi đây đã có sẵn chiếc la 3691 mắc cạn với lối 800 người. Thù lao 200 đô la Mỹ của ông Tư. Hôm đó ngư ông nhân dân bắt được con cá lớn. Có người nói vọng cho biết chiếc la cho biết đã nằm đây 3-4 ngày rồi và vẫn chưa liên lạc với ai ngoại trừ vài người dân địa phương đến bán hàng với giá cắt cổ. Chiếc MH4011 ghé vào và mắc cạn, phía ngoài chiếc La 3691. Thấy vậy, D và hai anh em chủ ghe quyết định đi thẳng Singapore, dự đoán cách đó lối hai ngày đêm. Chạy lối hơn một giờ thì bị tàu Polic nhân dân đuổi theo và bắt quay trở lại đảo vắng. Trái với những tin tức buổi sáng, khách của La 3691 và MH4011 đã và đang được dời đi đâu đó, bỏ lại hai ghe. Ghe MH5410 đậu an toàn phía ngoài chiếc MH4011, không bị mắc cạn. Ngủ đêm ở bãi vắng, trong phòng lái chiếc MH4011. Trong thời gian ghe MH5410 ngừng ở đảo vắng này, có một bà cụ gốc tàu qua đời và được an táng đơn sơ tại đây. 2806 Sáng sớm V tìm được lối chục ký gạo ẩm, rốt cục chỉ xài được phân nửa, và một cái ấm nhôm mất nắp. Cái ấm đó đi theo gia đình đến tận ngày lên đường đi định cư tại Pháp, từ Tan Dung Pinang rồi Jakarta. Lại một màn ông tư quyên góp tiền, để sớm được chuyển qua Karamuk, một làng của một đảo nhỏ cách đảo lớn tên Yemaya lối hơn nửa giờ ghe tàu. Mình lờ vì chẳng còn gì cả chị Quy có hứa góp hai chỉ vàng và một nhẫn. Thương lượng và đóng góp xong với chức sắc địa phương, gần 250 người được hướng dẫn đến Karamuk trên chiếc MH5410 do đê lái với sự hướng dẫn của một người địa phương. Rồi kẹt tại Karamuk cả thảy 4 đêm 3 ngày, chia nhau ở trọ vỉa hè nhà dân với giá 100 ER cho người lớn và 50 ER cho trẻ em, với màn ông Tư kêu gọi từng người đóng góp thêm để được sớm chuyển đến trại tị nạn. Không thấy người nào của hai ghe kia, ghe của họ đã bị mắc cạn. Chắc là họ biết điều hơn, đã nhanh chóng đóng góp sòng phẳng để được chuyển đi sớm. 02-07 Ghe MH5410 do đê lái xuôi nam, với sự hướng dẫn của một tài công nhân dân. Đến Cucu, Cú Cú, lối 11D, trên đường có thấy một ghe ngược chiều với một số thuyền nhân tươi tỉnh vẫy chào. Bắt đầu thực sự nếm mùi không khí tự do. Sau này biết được đó là ghe đi chợ Lê Tung. Lê Tung nằm phía bắc, Cucu nằm phía tây nam của đảo tên Yemaya thuộc quần đảo Anambas. Phía bắc Cucu lối hơn 15 phút ghe có trại tị nạn Araya. Ngày nay nhìn thấy trên Google, Lê Tung đã có airport với phi đạo dài 1.430 mét. Dân tị nạn đang đứng đầy bãi vẫy tay chào mừng những người mới đến. Với nét mặt trạng rỡ của những người vừa thoát cơn ác mộng được hàng ngày, từ sáng sớm đến tối khuya, oan oan nhắc nhở là chủ nhân ông của đất nước. Cái đất nước khốn nạn công Ani trị bởi lũ đầy tới nhân dân ngu xuẩn, ác độc và đầy quyền. uy Quanh ghe cũng có một số người đang bơi gần và cho biết phải nhảy xuống và bơi vào bờ. Trước khi đến bãi biển Cucuve đã nhanh tay chọc được hai tấm ván 200 x 30 cm nhờ đó đàn bà trẻ con cứ bám lấy để được đẩy vào bờ. Cukú cũng như Araya là những bãi biển hoang vu, có nhiều cây dừa và nhất là có nhiều suối và nguồn nước ngọt, không có thú dữ và không có mũi. Cuối năm 1979, Cukú có dân số khoảng 15.000 dân tị nạn. Trại Cukú được thiết lập vào khoảng đầu năm 1979. Sau này được biết từ năm 1979 đến giữa thập niên 1980, có lần lượt khoảng 40.000 thuyền nhân Việt Nam đã đặt chân lên Cucu cu, trước khi được chuyển sang các trại chuyển tiếp chờ đi tị nạn ở nước thứ ba. Đảo có sẵn một số khung nhà tròi do dân nhân dân từ nơi khác đến mới dựng lên một cách đơn sơ và đòi bán với giá 15.000 rupee. Chung quanh chỉ toàn là cỏ dại và hố rác dĩ nhiên là đại đa số thuyền nhân lờ đi vì phần đông không có tiền. Với lại chắc họ đã được trả tiền công rồi vì những nhà chòi đó nằm trong chương trình cứu trợ người tị nạn của cao ủy tị nạn. Hai đêm đầu, ngủ màn trời chiếu đất. May quá không mưa. Nhưng rùi quá quá nhiều, đen đặt những nơi chúng bám. Do dự mãi, định đợi cung cấp vật liệu, rốt cục cả nhà quyết định lập lá, lấy từ trên núi. Kích thước mỗi căn lối 4 x 4 mét nhưng nhờ căn bìa nới ra được chút ít, tạm đủ cho 16 người. Lối nửa tháng sau, gia đình anh chị hát, 7 người, dọn đi một lều khác. Rồi từ từ làm giường, bằng nhánh cây, cũng chặt từ trên núi. Hai tấm ván cũng được dùng làm giường, đặc biệt dành cho ca, ống nặng như người sắp chết trong tháng đầu ở Cucu. Thuyền nhân ghe MH5410 đổ bộ Cucu được 2 ngày thì được chính thức phát gạo và cá hộp. Bớt được màn chạy mượn gạo, dù không khó khăn gì vì những người đến trước đã được phân phát. Gạo và cá hộp ê hề. Sáng ăn cơm với cá hộp. Trưa ăn cá hộp với cơm. Và tối ăn cơm với cá hộp. Vài ngày là chán ngấy. Và mụn nhọt xuất hiện, gãi và gãi. Thỉnh thoảng TN cũng được cấp phát cá tươi như cá ngừ đỏ, thịt cá mập con trong tháng đầu, V tạm nhận làm trong đội tiếp tế. Mỗi tuần một lần theo ghe đi Lê Tung, như chuyến ghe đã gặp khi sắp đến Cú, Cú chuyên chở đồ tiếp tế về phân phát. Chủ chốt là gạo, dầu, cá hộp và thỉnh thoảng cá tươi, cá thu đỏ hoặc cá mập. Mỗi lần được thù lao một thùng thiết, không dầu, và hai bao gạo, bao không. Tháng đầu là tháng vất vì lo làm hàng rào, bàn ghế, giường ngủ, nơi phơi đồ may là căn bìa được khá nhiều thuận lợi hơn những căn khác. Chưa bao giờ tưởng tượng được có nhiều rùi như vậy. Ban ngày, muốn ăn uống gì cũng phải ngồi trong mùng. Rùi đậu nơi đâu là đen thui đen thủi nơi đó. May là lối hơn một tháng sau ngày chúng tôi đến trại, tổ chức Messin Sans Fronti giải quyết được vấn đề này. Vẫn còn rùi nhưng ít hẳn. Cũng trong hai tháng đầu, con nít chết rất nhiều. Gần như ngày nào cũng có gia đình đưa xác trẻ em bó chiếu sơ sài qua căn lều trên đường đi chôn dọc theo bờ con suối. Đây là một đoạn văn tình cờ mới bắt gặp trên net, tàu chúng tôi đến đảo Cucu này cũng vào thời điểm tháng 6 năm 1979. Trong những tháng đầu, vì không có nước biển và trụ sinh nên chúng tôi mỗi ngày mất vài em bé vì bệnh tiêu chảy. Người lớn thì còn có khả năng chống đỡ nhưng con nít thì chỉ vài ba ngày là khô nước và ra đi. Phía sau chẩn y viện chỗ tôi làm việc là một cái đồi nhỏ, được người dân tị nạn ở đảo lựa làm nghĩa địa. Làm việc mỗi ngày nhìn lên sườn đồi thì thấy mỗi ngày cứ thêm vài ba nắm mộ, đau lòng lắm. Do đó gia đình về quyết định nạp đơn đi Pháp vì hiện chỉ có hai phái đoàn Pháp và Đức có mặt tại trại Cucu. Trước đây, vì hận Mỹ và Pháp, hai vợ chồng đã có ý định đi Úc hoặc công Anada. Như vậy cuộc hành trình tìm tự do của MH5410 kéo dài 6 ngày, từ lúc rời cửa sông Gành Hào, ngày 21 tháng 6 đến đảo vắng của Nam Dương. Thêm một ngày tại đảo nhỏ đó và 4 ngày kẹt tại Keramut, cả thảy 11 ngày đêm mới đến được trại tị nạn Cucu ngày 2 tháng 7. Trừ một bà cụ chết tại đảo vắng, 247 người đã hoàn toàn an bình đến được bến bờ tự do, dù bị hải tặc TL cướp phá 4 lần. Rất may là không có gì đáng tiếc xảy ra. Một khuyết điểm lớn của đại đa số những tổ chức vượt biên là không có tí trang bị nào cả để chống hải tặc. Chỉ cần một cây súng để dằn mặt thôi là chẳng bao giờ chúng dám sáp vào. Người dân Việt Nam đã mất phản ứng tự vệ hối lộ thêm chút ít để có một hai cây súng và vài viên đạn, có gì khó khăn đâu. Chỉ vì ham con mồi quá ngoan ngoãn chúng mới sinh tật cướp bóc và hãm hiếp. Năm bảy tên cướp không súng ống đã khống chế những chiếc ghe với hàng trăm thuyền nhân. Bao nhiêu thảm trạng đã xảy ra? Cũng do mờ, vượt biển thành công tháng 4 năm 1981 rồi được ca bảo lãnh qua Pháp từ trại tị nạn Palawan Phi Luật Tân, kể lại sau này, bố mờ, anh PDC và M vừa về đến nhà thì được tin xuất phát từ nhóm quen, nhóm gây náo động vì bị từ chối vào những giây phút cuối, là đã thấy lối 20 xác khách vượt biên tại nhà xác gành hào, trong đó có xác anh hát. Hoảng hồn, bố và anh PDC lật đật trở ra bến xe đi xuống gành hào, đã lật vải che mặt từng xác chết để kiểm soát. Mừng không thấy xác của người nào trong gia đình, cụ thuê ghe nhỏ ra sông để đọc tên ba chiếc ghe lâm nạn mừng không thấy tên chiếc. MH5410 Ông già đòi ghe đưa ra cửa biển tìm hiểu thêm xem hai chiếc kia có thoát được không. Chủ ghe cười từ chối và hỏi đồ bộ cụ muốn vượt biên hay sao, liên tiếp suốt hơn hai tháng sau đó, cụ thường trực ngồi trên gác xếp tụng kinh niệm Phật, quên ăn quên ngủ, gầy sọc hốc hát. Ngoài giờ tụng kinh, cụ ông chặt radio, nghe lén tin tức RFA và BBC. Hơn 2 tháng sau cụ mới từ hồi phục, bớt kháng khít với cái radio, từ khi nhận được thơ anh hát nhờ một phóng viên, gặp ở văn phòng công Ano Ủy Tị Nạn Cú chuyển về Sài Gòn qua một thân nhân ở công An Ly. Có thể nói thời điểm thuyền nhân của MH5410 đến trại tị nạn Cú là thời gian thuận tiện nhất. Trại vừa được thành lập từ đầu năm, dân tị nạn vừa bắt đầu được tiếp tế những căn chòi cũng vừa được dàn dựng để bán cho những gia đình mới đến, nhà thương, chùa chiền, nhà thờ đang bắt đầu khởi công xây dựng. Nhiều chiếc tàu cứu trợ đã lần lượt ghé trại để tiếp tế, chăm sóc sức khỏe cho dân và bốc người đưa đến những trại chuyển tiếp. Ngày 24 tháng 9 được tin bác sĩ Pierre Michel đột tử lúc tờ mờ sáng vì bệnh tim. Sau một kiếp người, mới 29 tuổi. Vừa ra trường, tận tụy với công việc xã hội giúp người rồi bỏ mạng nơi đảo vắng, thiếu phương tiện cấp cứu. Một trong những kỷ niệm khó quên với Cú Cú là cảnh những cây dừa công Ano chót vót với những con sóc bay di chuyển từ cây này sang cây khác. Chúng từ trên công Ano thả người bay lượn, nhắm phần dưới của cây dừa khác cách khoảng hai ba chục thước rồi thoang thoát leo lên ngọn để tiếp tục di chuyển. Có khi có hai ba con đồng hành. Đẹp vô cùng cho đến một ngày giông bão dữ dội. Những cây dừa bị hư hại nặng. Ngoài ra có gây thương tích và hư hại cho một số dân tị nạn vì những trái dừa rơi từ công Ano -Vu. Sau cơn bão, nhà chức trách ra lệnh triệt hạ tất cả những cây dừa gần khu dân cư. Hết màn siết sóc bay trong trại tị nạn. Một kỷ niệm khó quên khác là hàng ngày tất cả thuyền nhân đều có những giây phút rất thoải mái khi viếng thăm hai công trình mà chúng tôi gọi là Lăng Bác Hồ và Lăng Bác Tôn, xây dựng đơn sơ trên mặt nước, ở hai đầu bãi biển Cú Cú. Còn gì khoan khoái bằng ngồi chậm hổm theo kiểu trong nhà cầu thổ Nhĩ Kỳ, với gió hiu hiu của biển, với cảnh chim trời bay lượn xung quanh, với cảnh mặt trời lặn trên biển cả mênh mông. Phía dưới là những đàn cá biển hồ hởi bồi dưỡng, tranh nhau chụp giật những món quà vạn vàng, vàng được phóng xuống đều đặn. Nhóm chúng tôi gồm 7 người lớn và 9 trẻ. 8 người định cư tại Pháp, từ sáng sớm ngày thứ hai ngày 7 tháng 1 năm 1980 với tuyết rơi trắng xóa mặt đất. Gia đình anh chị Hải quân đi công Canada. Thuê định cư tại Mỹ. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng gặp nhau và một trong những đề tài được nhắc đi nhắc lại là chuyến hành trình tìm tự do với bao nhiêu kỷ niệm chung. Với hình ảnh vê lái chiếc ghe trong cơn bão ngày đầu rời bờ biển Bạc Liêu. Như hình vẽ của cháu P ở đầu bài, như bài thơ cháu D viết tặng chú Nhân một ngày sinh nhật gần đây. Chắc là cháu không biết là chú chẳng hề lẹo lái thuyền cây đến bờ. Chỉ góp phần lái ghe trong hơn hai ngày đầu mà thôi trong hai ngày đó chú được những gia đình thân cận chủ ghe bồi dưỡng ê hề cháu chấn đầu dây vừa nhắc lại hương vị đặc biệt của khúc lạp xưởng chú đã chia sẻ trên ghe hết lái ghe hết hai ngày đó chú lại hút cháu cầm hơi như mọi người của gia đình ta tiếc là trong nhóm chẳng có ai ghi chép lại rồi tình cờ tôi bắt gặp quyển tập mà trong thời gian ở trại tị nạn cu cu tôi đã ghi chép chút ít về chuyến đi thành công và hai chuyến đi thất bại không có năng khiếu viết lách nhưng trong hơn 2 năm qua tôi cũng cố rặng được những dòng chữ này dựa vào những gì đã ghi chép. Sau 39 năm từ biệt Việt Nam và chưa hề trở lại. Để kết thúc tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến anh T. Nhờ anh mà tôi được tham dự chuyến hành trình tìm tự do cùng với vợ con. Tôi đã rất tiếc là đã thẳng thừng từ chối không ký giấy nợ trong thời gian ở Cucu. Đáng lý tôi nên chọn giải pháp trung dung nhận phân nửa số nợ đã thỏa thuận ở bạc liêu suy đi nghĩ lại sự việc anh hoặc ông tư đổi giao kèo hóa ra là một quyết định đưa đến kết quả tốt đẹp nếu không cả đê và tôi đều cùng ngã gục trong đêm giông bão khi rời bờ biển việt nam nhờ là khách thường tôi đã gục trước trong đêm và lúc anh nhờ ai đó xuống tìm tôi ở khoang ghe tôi đã tỉnh hẳn trong hai chuyến du lịch nước úc tôi đã cố công thăm dò tin tức về gia đình anh ở giai đoạn cuối của cuộc đời, tôi muốn có cơ hội cảm ơn anh, cũng như tôi đã tìm gặp và cảm ơn những người đã giúp chúng tôi tìm được cuộc sống mới, như anh chị C. Tôi cũng đã liên lạc được với D, người đã đưa được ghe MH5410 ra biển cả trong cơn bão tố, rồi đơn thân độc mã lèo lái thuyền cây đến bờ, từ sau giai đoạn bị cướp Thái Lan khống chế. Gần đây, qua trung gian của Facebook TD, văn khố thuyền nhân, facebook cờ kt em vợ của t có cho tôi biết là gia đình anh và gia đình ông tư đều định cư tại melbourne và đều thành công tất cả còn minh mẫn với sức khỏe tốt đẹp đúng là happy end toàn diện vinh hai sài gòn